đại đội đã đưa những bộ đội ngoại giao hôm nay dắt lại về miếu lúc mới có 5 giờ sáng rồi bà con, dắt lại thỉnh bông về, dắt lại phụng sự tam bảo, dắt lại chân bông, dắt lại chân bông quét dọn lau chùi, chân bông rót nước, châm dầu đốt đèn, rồi đảnh lễ Đức Mẹ Phật Bà, đảnh lễ chư vị thần linh, xong rồi dắt lại xin cho bà con một cái sâm may mắn ha, một cái sâm cầu tài cầu lộc, một cái sâm ngày thứ ba, ngày 21 tháng 10 ngày 21 tháng 11 nhằm ngày mùng 9 nhằm ngày mùng 9 tháng 10 âm lịch, dắt lại hành tâm xin cho bà con một thầy sâm may mắn, dắt lại chân bông còn ướt nhẹp luôn, bông chưa kịp rút nước, chưa kịp nở luôn, mới vừa thay bông xong, dắt lại mới vừa thay bông xong chân bông, chân bông dắt lại mới vừa đốt là đảnh lễ xong rồi dắt lại đốt thuốc ha. Dắt lại xin cái trực tiếp cho bà con trên kênh Thần Tài, xong rồi dắt lại xin cho bà con trên kênh dắt lại vlog một thầy sâm. Đầu tiên dắt lại xin Đức Mẹ Phật Bà cho bà con một thầy sâm ha. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, con cúi đầu đảnh lễ Đức Mẹ Phật Bà, Năm Mẹ Ngũ Hành. Xin Đức Mẹ Phật Bà, Năm Mẹ Ngũ Hành, đèn trời soi xét, xin các vị Long Thần, Long Thiên, Hộ Miếu, Chứng Giám, Độ Trì, Ban Phước, Ban Lộc, ban cho tất cả bà con cô bác trên kênh dắt lợi vlog của con một thầy sâm may mắn, một thầy sâm cầu tài cầu lộc ngày thứ ba miền Nam, ngày 21 tháng 11 nhằm ngày mùng 9 tháng 10 âm lịch. Hôm nay là ngày vía Phật Địa Mẫu, con xin Đức Địa Mẫu đèn trời soi xét, xin ban cho một thầy sâm cầu tài cầu lộc cho bà con cô bác trên kênh dắt lợi vlog của con. Mọi người xem kênh có thể tham khảo tìm mua tờ giấy số cầu được cái lộc may mắn, cái phước đức nhân duyên của mọi người. Con xin Đức Mẹ Phật Bà, Nam Mẹ Ngũ Hành ban cho tất cả bà con đều được một số thầy sâm. Nam Mô A Di Đà Phật, con xin Đức Mẹ Phật Bà đèn trời soi xét. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi, xuống thầy sâm nằm ngửa lên luôn bà con ạ, xuống thầy sâm nằm ngửa lên luôn ha. Nam Mô A Di Đà Phật, con xin Đức Mẹ Phật Bà, đây là số thầy sâm con cũng vừa lắc ra được, con quay vào trong con trình lễ Đức Mẹ Phật Bà. Con cũng xin Đức Mẹ Phật Bà đèn trời soi xét, xin ân điển độ ban cho số thầy sâm này có cái lộc lớn ngày thứ ba trùng khớp với đại Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu, miền Nam là chính, sau nữa là miền Trung, miền Bắc. Con cũng xin Đức Mẹ Phật Bà đèn trời soi xét, xin ân điển độ ban cho giúp cho bà con ai cũng được cái lộc ngày thứ ba, ngày 21 tháng 11 năm 2023 nhằm ngày 9 tháng 10 âm lịch. Con xin Đức Mẹ Phật Bà đèn trời soi xét, xin ban cái phước cái lộc, có cái lộc lớn. Ngày mai con thành tâm, con thỉnh rượu về, con tắm rửa kim thân chư vị thần linh, con thỉnh phẩm vật về, con trả lễ Đức Mẹ Phật Bà. Con xin Đức Mẹ Phật Bà đèn trời soi xét, xin nâng điện độ ban cho bà con cô bác trên kênh của con được cái lộc may mắn từ số thẻ sâm này. Nam Mô A Di Đà Phật. Số thẻ sâm là số 75 nghe bà con, 375, 35, 375 nghe bà con. Sâm này sâm dương ha, 75 thì bà con là thích lót lời lót nha, chứ giác lợi nay nhắc bà con là sâm có âm có dương, nhưng mà giác lợi xin 75 thôi ha, 375. Con xin Đức Mẹ Phật Bà độ cho bà con số thầy sâm 75 có cái lộc trùng khớp với đại Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu. Xin Đức Mẹ Phật Bà, Nam Mẹ Ngũ Hành đèn trời soi xét, và cho con xin xuống phía chư vị thần linh, con xin thêm một thầy sâm để cho bà con cô bác trên kênh của con mọi người có thêm được cái sự lựa chọn mới. Con xin Đức Mẹ Phật Bà, Nam Mẹ Ngũ Hành, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi dắt lại xin chư vị thần linh, ông bà tà, chư vị sơn thần thủ địa, ông bà bên gia bên tướng của bà, hai bên tà hữu mấy bà ha, dắt lại thành tâm xin cái lộc cho bà con thêm một thầy sâm để bà con có thêm cái sự lựa chọn mới. Bà con nào hợp số nào mua số đó ha, tìm được số nào mua số đó, thì có một số tìm không được ha. Dắt lại thành tâm xin cái lộc cho bà con ha, ông bà tà, chư vị sơn thần thủ địa cũng rất là linh thiêng. Nam Mô A Di Đà Phật.
Con cúi đầu đảnh lễ chư vị thần linh, ông địa, ông thần tài, ông bà tà, chư vị sơn thần thủ địa, ngũ phương ngũ thổ, ông bà đất đai nhân trạch, ông bà binh gia binh tướng của bà, hai bên tả hữu quý bà, cúi đầu đảnh lễ thành tâm. Xin ông bà ban cho con một thể sâm may mắn, một thể sâm lộc, một thể sâm có cái lộc ngày thứ ba miền Nam, đại Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu, đêm có miền Bắc, miền Trung. Ngày 21 tháng 11 nhằm ngày 9 tháng 10, xin ông bà ân điển, ông bà độ ban cho một thể sâm lộc, một thể sâm may mắn. Lâu quá dắt lại không có chạy gì nhà ngoài, dắt lại có bông lạc rồi gì nhà ngoài, dắt lại xin ông địa, ông thành tài, ông bà nhà ông địa, ông bà đất đai dân tạch nhà ngoại một cây xăm, ông địa, ông thành tài, nhà bà ngoại cũng rất là linh thiêng, lắc dắt lại về dắt lại xin cho bà con một cây xăm ha, một cây xăm trực tiếp luôn, một cây tiếp ngày hôm nay ha, cây xăm trực tiếp ngày hôm nay nha, lắc dắt lại về đó dắt lại xin bà con nhớ đón xem. Nam mô A Di Đà Phật, con cúi đầu đảnh lễ ông bà tà, ông bà binh gia binh tướng của bà, chư vị sơn thần thủ địa, ngũ phương ngũ thổ, ông bà đất đai nhân trạch. Nam mô A Di Đà Phật, với lòng thành kính con thành tâm cúi đầu ông bà độ cho số đại sâm này có được cái lộc, con cũng quay vào trong con trình lễ, con xin ông bà độ ban cho. Nam mô A Di Đà Phật. Ngày trùng khớp với đại Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu, miền Nam là chính, xin ông bà chứng minh ông bà độ ban cho. Số đại sâm là số 76 mà còn 76. Số thầy xăm là 76, số thầy xăm là 76 ha, 76, xăm úp nha bà con, 76 bà con ghép dùm cho giác lợi 67, giác lợi xin Đức Mẹ Phật Bà được số thầy xăm là 75, ông bà tà chư vị sơn thần thổ địa ban cho là 76, 376, 375, 376, 375, 367 dùm cho giác lợi ha, 376, 375, 367. Bị xăm này xăm nằm ướp xuống thì có âm có dương, ngày thứ ba đại Bến Tre, Vũng Tàu, 376, 375 với 367 rất là đẹp cho bà con nha. 367 bà con nhớ dùm cho giác lợi con 367 nữa nha. 376, 367 ngày thứ ba đại Bến Tre, Vũng Tàu rất là đẹp, 376, 367 bà con nhớ nha, 367 nữa nha, 76, 76 bà con nhớ ghép ngược lại cho giác lợi là 376, 367 dùm cho giác lợi ha. Nam mô A Di Đà Phật, con xin đảnh ngay chỗ ông tà. Con xin ông bà tà độ cho số thầy xăm 376, 367 có cái lộc đại Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu, miền Nam là chính, về đầu gì đặc biệt. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi bà con chú ý giùm cho nhắc lại ha, con 367 rất là đẹp cho lại về Bến Tre nghe bà con. Bến Tre nó rất là nhạy con 367, 376 nghe bà con, chú ý giùm cho nhắc lại ha. 367, 376 bà con chú ý giùm cho nhắc lại con 376, 367 nó rất là nhạy cho đại Bến Tre. Nhắc lại nhắc bà con một lần nữa ha, 376, 367 nó rất là nhạy cho đại Bến Tre nha. Chư vị thần linh ân điển, chư vị độ ban, nhưng mà dắt lại nhắc cho bà con là 367, 376 rất là nhạy cho đại Bến Tre. Bà con thấy dắt lại đốt thuốc, đốt nhang, nhang cuộn tàn nè, tiếng thuốc đứng tàn luôn, bà con thấy chưa? Nhang cuộn tàn, nhang thường mà cuộn công luôn nè, cuộn tàn luôn ha. Rồi dắt lại xin hồi số thầy xăm xuống ha. Nam mô A Di Đà Phật, con xin ông bà tà cho con xin hồi số thầy xăm 76, 76 này xuống. Nam mô A Di Đà Phật, bà con nhớ nha. 376, 367 dùm cho giác lợi ha, 376, 367 nha, bà con nhớ nha. Số thầy xăm chư vị ban là 76, xăm nằm ướp, giác lợi nói lại lần nữa cho bà con nghe rõ ha. Bà con nhớ ghép vào là 376, 367 dùm cho giác lợi. Nam mô A Di Đà Phật. Và con cũng xin Đức Mẹ Phật Bà độ cho số thầy xăm 376, 367 cũng như số thầy xăm con xin được trên đây Đức Mẹ Phật Bà độ cho 75, thì con cũng xin Đức Mẹ Phật Bà độ cho 375. 376, 367 có được cái độc lớn nè bà con thấy không? Giác lại đốt nhang là nhang cuốn tàn luôn nè bà con thấy chưa? Đó, Đức Mẹ Phật Bà chứng minh cho giác lại ha. Giác lại thành tâm xin cái độc cho bà con. Chúc tất cả bà con, cô bác, anh chị em ngày đầu tuần may mắn, ngày thứ ba được cái độc lớn 375, 376 và 367 nha. 375, 376 và 367. Bà con chú ý dùm cho giác lại cặp số 75, 76 và 67 nha. Nam mô A Di Đà Phật. Bà con nào hợp tìm gặp số nào thì mua số đó, còn không hợp thì xem với tinh thần giải trí nha. Giác lợi thành tâm chiên bông đồ rất là đẹp phải không, con thấy chưa? Còn chưa kịp rút nước luôn. Ngày mai giác lợi về giác lợi tắm rửa kim thân của quý ngài. Ngày mai giác lợi thỉnh rượu về giác lợi tắm rửa. Ngày hôm nay là giác lợi chỉ có châm dầu đốt đèn đốt nước cái chiên bông quét dọn thôi. Nam mô A Di Đà Phật, cho nên là giác lợi không có thời gian để giác lợi ấy, giác lợi còn chạy về nhà ngoại, giác lợi sẽ xin cái độc thuốc chân bông nhà ngoại lâu quá rồi, ổng là giác lợi chứ không có điều kiện, giác lợi đi miếu không, giác lợi không có về nhà ngoại của giác lợi cúng. Hôm nay giác lợi về nhà ngoại giác lợi cúng, bây giờ mà chạy về chân bông này rồi giác lợi cúng, rồi giác lợi xin cái độc ông địa, ông thần tài nhà ngoại rất là linh thiêng nha bà con. Đó, thì bà con đón xem ha, lát giác lợi trực tiếp cho bà con nha. Nam mô A Di Đà Phật, bà con thấy nhang cuốn tàn không?
nhang cúng tạng phải chưa? Con thấy nhang cúng tạng không? Hôm nay là ngày vía của Đức Phật Địa Mẫu nha bà con. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 10 là ngày vía Đức Phật Địa Mẫu, và dắt lại nguyện cho ai thấy được Đức Phật Địa Mẫu, thân tâm thường an lạc, gia đạo được bình an, Đức Địa Mẫu độ cho bà con cô bác ha. Nam mô A Di Đà Phật, con cúi đầu đảnh lễ xin Đức Địa Mẫu đèn trời soi xét, xin ân điển độ ban cho gia đạo con được bình an vô sự, cũng như tất cả bà con cô bác xem kênh thần tài giải trí của thanh kênh Giác Lợi Vlog, thân tâm thường an lạc, gia đạo luôn được bình an, và xin Đức Mẹ Phật Bà ân điển độ ban cho tín chủ con Lê Thị Thúy Nga, Lê Thị Thúy Nga sinh năm 1976, tuổi Bính Thìn, tai qua nạn khỏi, làm ăn gặp nhiều điều thuận lợi. Nam mô A Di Đà Phật, con cúi xin Đức Địa Mẫu, hôm nay là ngày vía Đức Địa Mẫu, xin Đức Địa Mẫu đèn trời soi xét, xin ban độ cho tất cả bà con cô bác trên kênh thân tâm thường an lạc, gia đạo luôn được bình an, ai thấy được kim thân Đức Mẹ Phật Bà Nam Mẹ Ngũ Hành Đức Địa Mẫu được cái lộc may mắn hàng ngày, thân tâm thường an lạc, gia đạo được bình an và tai qua nạn khỏi, nghiệp chướng tiêu trừ, lòng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật, con cúi xin Đức Địa Mẫu đèn trời soi xét. Nam mô A Di Đà Phật, con cũng xin thay mặt tất cả bà con cúi đầu đảnh lễ Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, mến chào tất cả bà con ha. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật.